đây chính là chị Thư. Chị Thư hello đi. Ok, bạn Nghĩa nè. Ok. À, bây giờ hồi nãy mình làm gì quên, còn nhớ không? Hồi nãy mình đi ăn. Hồi nãy mình đang ăn buffet béo mà đặt quên à. Trời ơi, bự quá trời nè, bự quá trời. Có bầu luôn, ăn xong cái có bầu luôn. Nè chị Giang, chị Giang hello. Giỏi rồi. Thôi chị Giang giỏi rồi chị. Không giới thiệu chị Giang giỏi buồn quá nha. Ok, bạn hiểu không? Có ai trên kia nó quên rồi. Có chị Hiền Anh nè, có chị Dân nè, có bạn Bẻo với anh An nữa. Anh An chạy xe mà bây giờ không thấy anh An xuống cửa xe, quá là buồn luôn ha. Ok, bây giờ là anh Điệt đang quay đúng không? Anh Điệt ok, đang quay nè. Bạn Nghĩa nè, hello. Ok, bây giờ đi đâu vậy? Đi đâu? Ok, đây chính là cái lối vào trung tâm Vincom quận 9 đúng không? Lê Văn Việt nha các bạn. Ok. Tay gì không? Ủa bây giờ làm gì vậy? Làm gì các bạn? Chờ hang máy nha. Người ta chỉ nghĩ mình rồi. Không. Không ai cấm mình quay video hết. Hay là bây giờ sao? Nóng quá, trung tâm thương mại mà nóng quá. Ở dưới tầng hầm mà ba. Chờ hang máy chi vậy? Đây nè, có cái lối vào đây nè. Đó, hang cuốn lên hẳn. Trời ơi. Bây giờ mình chờ chi vậy? Không, mình mỏi chân quá cho nên bây giờ là mình đi được nè. Nha. Đi thang cuốn là phải đứng bên phải. Đi thang cuốn là đứng bên phải. Chị Hương có ưu tiên không? Hương nộm làm gì vậy? Ưu tiên mẹ gì đúng không? Ưu tiên mẹ gì? Chị thề quá các bạn. Bây giờ lên gặp ai vậy? Nhắn tin cho các bạn kia. Bảo rồi. Đứng đâu? Đang đứng đâu vậy? Đi trước đợi nó đi. Ok, ra đằng trước đợi các bạn kia nha các bạn. Ok, quá lộn. Ok, đây chính là bên trong trung tâm thương mại. Trời ơi, mát quá trời. Mình được cởi khẩu trang đúng không? Đạt chứ Bảo đang ở hầm xe. Kêu nó lên tầng 1. Đạt chứ Bảo. Alo. Đây là cái loại xe mà hay đi được bằng 4 bánh. Đây chính là cái xe mà có 4 bánh. 2 cái cờ gạt nước, 2 gương chiếu hậu, 4 cái tay nắm cửa. Wow, đắt cướp em. Anh Nghĩa. Wow. Đắt cướp đi. Cho anh quay cái. Đá cướp á. Nghĩa vô đây đá cướp nè Nghĩa. Bây giờ thử đá cướp nha các bạn. Ôi. Alo. Mình đặt đá cái cướp mà nó không chịu xuống bạn. Quá là buồn. Bye bye. Bạn có thể thấy đây, các bạn rủ đi trung tâm thương mại. Yeah. Và các bạn biết gì không? Đó. Ghi rủ đi trung tâm thương mại bây giờ nè, đứng ngoài trung tâm thương mại. Đi. Bị lừa rồi. Đi trung tâm thương mại nhưng không có nghĩa phải vô trung tâm thương mại. Trời gì không? Bây giờ nè. Quá là thiểu năng. Bye bye. Quay. Ok, bây giờ đang làm gì vậy? Chờ chị Yến Nhi đúng không? Anh Đạt. Chờ chị Khánh Nhi. Anh Nhã. Ông trời tạo ra địa chân, quạt cái đầu anh ra điểm nhân. Ông trời lại tạo ra địa chân. Nào người anh em xuống tận. Sẽ chỉ các bạn đi thang cuốn nè đó. Canh đứng nha, đứng cho kỹ nha các bạn. Ok. Ê, đi qua một chút coi. Bye bye. Ê, kéo xuống rồi chị Nhi. Hay chị Nhi mặc cái quần ngắn quá à, buồn. Cái gì chị Nhi mặc cái quần ngắn quá, buồn quá. Cái gì vậy? Anh nghĩa làm rờ quá. Ok, bây giờ nha các bạn. Ok, bây giờ có mấy chiếc ta? Có 3 chiếc nè.
có 3 chiếc 4 bánh, các bạn chọn chiếc nào? Màu đỏ, màu xám hoặc là chiếc kia. Chọn đi. Chọn đi các bạn. Nha. Đó, các bạn coi anh Nghĩa rồ quá. Ok. Hay da. Ê nè, không được, các bạn không được coi này, các bạn không được coi này. Quay qua đây. Đúng không? Mình không được lìa cái ly camera qua bển. À không bạn, bye, các bạn phải nhìn qua đây nè. Nhìn Đạt nè, nhìn Đạt đẹp hơn. Đạt đẹp hơn mấy cái đó. Các bạn không được nhìn. Ai da. Lên nó nhớ che em biết xèo lại nha. Không phải là mờ lại. Che biết xèo đúng không? Mấy cái lỗ. Ui, nè, các bạn phải coi này nè. Đó. Trời ơi, các bạn, mấy cái kia các bạn không được coi. Nha. Mình đang đi đâu mà có thể biết được. Ủa mình đang đi đâu hả? Mình đi có mục tiêu không? Đi xem phim hả? Không, mình đi là về cái bụng của mình cho nó tiêu bớt. Ở dưới đây hưởng mấy lần. Bye bye. Tóc váy luôn kìa. Trời ơi. Vô nghĩa tí mày. Đây, các bạn có thể thấy nè, đây. Lìa xa cho các bạn xem nha, đó. Các bạn thấy gì không? Các bạn thấy không? Elsa Anna. Yeah. Ok, ở đi đâu vậy? Đi vô Tiny Store đi. Đi vô... ngắm Elsa hả? Yeah, bro. À đây chính là khu trò chơi nè, khu trò chơi nha các bạn, ok. Hả, à, chị Nhi làm gì vậy? Bro quá. Tiny Store nha, Tiny Store. Đi đâu vậy? Ơi. Alo, Tiny World. Ai da, vô Tiny Store hả? Mấy giáo bộ đi vòng. Má, nhìn ngớ mà. Ai da, nha. Em xa kìa, đi vô. Đứng ngắm với em xong luôn. Ai da. Ok, có gì không? Có gì chơi không? Ai da. Đừng có em một mình. Điên mình sợ. Gì vậy? Ủa? Gì vậy? Nhìn bạn Nghĩa nè. Hả? Oh my god. Oh my god. Không ngủ được luôn. Không. Đã có bộ đồ ngồi nhện. Có bộ đồ mồ côi nữa kìa. Hai da. Mua em sao? Hả? Mua em sao? Gì? Hai da. Không biết nhà có bản quyền không nữa các bạn. Thấy chứ ta sợ mấy con búp bê quá à. Con chúa kìa. Thấy ta sợ mấy con búp bê. Hả? Giới thiệu các bạn nè. Bạn trời ơi, bạn Nghĩa thích lắm á, bạn Nghĩa anh thích á. Gì đây? Elsa 100 tuổi. Ai da. Elsa nhìn. Ơi, Elsa kia bị hở kìa. Không. Đút cái tay vô dừa luôn. Ai da. Big xeo hơi bị bể. Ơi, kệ mẹ. Ai da, bạn Nghĩa nó rờ quá à. Bây giờ mất dấu của nó bây giờ. Hả? Mất dấu bạn kia vậy. Đi đâu vậy? Bạn kia đi đâu vậy? Đi đâu dạ? Ấy tao muốn chơi đồ hàng luôn. Đấy chơi đồ hàng không? Nhỏ không chơi đồ hàng, lớn lên chơi đồ hàng nha các bạn. Ok. Ai da. Ủa các bạn kia đi đâu rồi? Có đi tuốt lại anh kia luôn. Hay một câu thì mẹ mày buông cho tao nè. Ai da. Lại phải thêm tiếng bếp vô nữa rồi. Bạn nghe với bạn Nghĩa rồ quá. Lão bò. Cái kia là gì? Nét riêng cuốn Việt. Ok, gọi cuốn, bánh cuốn nha. Đi đâu? Giờ đi thẳng nha các bạn. Giờ đi thẳng. Bạn thích Doraemon lắm. Các bạn thích Doraemon lắm. Đây, đó, Doraemon quá lộn luôn. Nha. Ê, khoan dần. Ê, mắc địch quá giờ sao? Bây giờ mình được có địch. Giờ ra ngoài. Hỏi ai đi. Chạy nhanh lên.
chỗ đó hơi thúi nha các bạn. À, các bạn tới đó thì các bạn nhớ khử trùng. Ai da buồn quá. Không, bỏ tờ giấy vô. Ai bỏ giấy thì được. Chơi đi nghe, chơi nữa đi. Nghe. Có cái noa, có cái máy chụp hình. Cái gì đây vậy? Gọi là gì hè? Phích gì? Ok. Ôi ui da. Cái hộp quà tặng nha các bạn. Ok, tự nhiên hồi nãy bạn Nghĩa đút 20.000 vô chơi xong. Mất tiền luôn, thua rồi. Ai da nha. Bye bye. Bạn Nghĩa chơi tiếp nha các bạn. Ok, đó, đút 20.000. Đút 20.000. Chơi đi Nghĩa. Tao tin mày á. Tao tin tao. Chơi đi. Chờ hôm qua kìa. Cái nào? Cái kia bói rồi. Cái này đúng không? Cái này. Có mô hình kìa. Kìa còn 50 giây kìa. Lấy cái nào lẻ. Lấy lục đạo đi, lấy Obito lục đạo nha. Lấy cái này đi. Rồi. Bỏ lại luôn nha. 2 3 4 Trời ơi, bay. Đi chơi hả? Ok. Thứ nhất. Cái này khó lắm. Rồi xong luôn, mất 20.000. 20.000. Rồi xong luôn. Tiền đối với chị Giang là phù du. Hết tiền luôn. Ok. Bye bye. Pro á, pro á. À, các bạn tránh ra để đường người ta đi. Ai người ta cái gì? Gì? Sao đi kỳ. Bạn Nghĩa chơi gì vậy? Bạn Nghĩa chơi gì vậy? Bạn Nghĩa đúc. Trời, ủa bóng đâu rồi? Quay gì? Quay. Ủa? Ok, bóng kìa. 5 cái, ok, quá lộn. Ok, nó có cái thẻ. Nó có cái tờ giấy kìa, quá lộn luôn. Ê, chị Thư đâu? Trời ơi, chị Thư. Các bạn lo chơi quá, xong bỏ luôn chị Thư rồi. Ai da. Bạn Bảo chơi rồi, bạn Bảo. Trời ơi, chưa bao giờ hả, nó đẹp sờ vào cái gì nó smooth như thế này. Sorry children. Chị Hiền Anh và chị Nhi chơi nha các bạn, ok. À, seatbelt đâu? Seatbelt đâu? Đâu? Ok. Các bạn nhớ thắt seatbelt để tiếp tục nha. À, Nút cấp. À, có chụp hình luôn. Quá là ê chị Nhi ai vậy ông ngủ mình luôn. Ok chưa xin gà chúng thôi bình tĩnh nha. Lắc Lộn này có chân ga không có chân phanh. Ủa, má lá lắc gì? Ai vậy? Ủa, có đi chôn mà sao?
không bấm đi vô. Đi vô lúc nào không bấm chữ start, bấm tay phải đi. Ok, quá lỗ luôn. Bye bye. Bye bye. Hôm nay quá lập rồi. Anh An, bạn Bảo, bạn Thế Bảo và anh Nghĩa, coi anh Nghĩa đua kìa. Ok, qua đây, qua đây, qua đây. Anh An nhìn chiêu quá trời. Ôi. Bạn nghĩ tới chờ bốc đầu. Anh Nghĩa này nha, anh Nghĩa lái đâu? Ba bạn kia lái cái ghế nó không lắc mà chỉ có bạn Nghĩa lắc quá trời. Ê, bạn Nghĩa nhiều, 6, 6, 6, 4, 5, 3, 3, 3, 3, 3, quá lỗ luôn. Mấy bạn chơi rồ á. Bạn Nghĩa chơi này, trời, treo lên. Trời ơi. Quang lên cổ Nghĩa, nhanh lên. Bạn Nghĩa chơi, coi bạn Nghĩa chơi. Ông Hoàng cho chơi. Ok, từ đầu đến cuối, từ đầu đến chân luôn ha, da quá là nhiều, quá là nhiều. Coi bạn Nghĩa, coi bạn Nghĩa bro. Mà. Ok, để coi bạn Nghĩa coi đếm được bao nhiêu. Không, đi kia đâu kia mấy là bếp ba kìa. Ok, đây chính là món quà. Những món quà. Ok, hai da. Nhiều quá trời. À nó không muốn lấy gì hết. Trên thì có thang cuốn nè các bạn. Ok, đi xuống thì đi ăn bộ. Ok. Ở chợ với anh đi. Anh em đi luôn đi. Trời ơi. Ok. Và ok, ngày hôm nay là kết thúc rồi nha các bạn. Ok, bây giờ là sẽ đi xuống hầm lấy xe, quá lộn. Bạn Nghĩa bye bye đi. Bye bye. Bye bye, bye bye. Ok, và bây giờ là Đạt sẽ đi lấy xe các bạn. Ủa? Cột nào Nghĩa? H3 hả? Hát đâu? Bên này, ok. Và xin cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn nhớ like, share và subscribe kênh Hành Tinh Sạp. Xin cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại nha. Các bạn nhớ like, share mạnh vô, comment mạnh vô nha. Đặt, gọi là gì? Tát. Share tát là mạnh đúng không? Subscribe. Hay dạ.
tác mạnh vô núm subscribe giúp Đạt nha. Bye bye.